Anh Bến nào giờ có gia đình cho anh Bến? Dạ lúc 20 tuổi thì anh cưới vợ rồi anh. 20 tuổi là đã có vợ rồi. Dạ. À, sống được khoảng một năm ngoài rồi đó là anh có bệnh có vợ luôn. Anh với bà xã anh chia tay luôn hay sao? Dạ đúng rồi, lúc em cũng bảo cũng ở nuôi anh đâu cũng được vài năm vậy đó, nhưng mà tình hình lúc đó thì rất là nặng nha. Nặng rồi, anh cảm thấy anh không thể nào sống nổi nữa nên quyết định kêu báo vô anh nghèo anh. À vậy là anh thấy như anh thất bệnh rồi anh nuôi vợ không được nữa. Dạ em không cảm thấy là có khả năng nuôi cho quá, không muốn làm khổ quá nữa nên như vậy anh cảm thấy anh là có thể là không sống được á. À lúc đó là là tuyệt vọng ha, anh tuyệt vọng như vậy. Cho nên là anh mới nói với bà xã anh thôi em hãy về nhà của ba mẹ em đi hả? Rồi đúng rồi. Vậy sau này anh khi mà anh đã lành bệnh rồi bà xã anh có trở về không? Dạ không. Đúng rồi. Thì tưởng tượng vẫn hết thân thôi nhưng mà thời gian sau này có đôi sầu làm đó và cũng vừa tới lôi thăm anh và cũng hỏi là anh có thể nó còn khác được không? Hỏi anh xin phép anh hỏi anh luôn hả? Hỏi ba lần đó, ba lần đi Sài Gòn vừa được hỏi hết. Nói chung là ba lần đó anh được đã là anh được. Tức là anh chấp nhận ha. Cũng chấp nhận hỏi anh đàng hoàng. Lúc đó là anh đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, đi làm được rồi, vẫn chấp nhận. Vẫn chấp nhận cho vợ có chồng khác. Dạ đúng rồi. Như là ba lần hả? Ba lần hỏi như vậy đó hả anh? Vậy là anh cũng cao cả đó chứ. Anh mến rộng lượng. Cái lần đầu hỏi anh cũng chấp nhận ha. Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà là gì trong lòng có nhưng mà trong lòng anh rất là buồn. Buồn ha. Dạ, rất là buồn. Rồi. Vì nhưng mà thương vợ, thương vợ. Nói chung anh là thương vợ. Nhưng mà quyết định như thế là mình đã có vợ không có nào rồi. Anh thương vợ, anh mới kêu vợ đi vòng. Uống nước đi anh, uống nước đi. Dạ, anh em mình nói chuyện lại ra đi. Nếu mà vậy, thí dụ tới bây giờ thấy cũng còn động lòng chút nào không anh? Không, nói thiệt là anh vẫn còn thương, rất là thương nhiều luôn. Hiện bây giờ luôn ha, dạ. Vẫn còn thương hả? Dạ. Hiện bây giờ là anh mến cũng vẫn còn thương vợ. Vẫn còn thương ha. Nhưng mà bây giờ tại vì cái mình muốn mặt như thế này, bệnh không muốn mình khổ vậy. Tại cái chuyện vợ chồng của anh không có phải là đánh lộn, chém lộn, chữ lộn để thôi. Mà cái vấn đề gì lý do bệnh hoạn. Dạ đúng rồi. Nó ảnh cắn răng chịu đựng đó. Nhưng trong lòng vẫn còn thương. Đó là tối giờ còn nói anh vẫn còn thương, rất là thương nhiều luôn. Cái chuyện của anh cũng rất là hy hữu đó. Dạ, có ấy, có chồng khác, có gia đình khác, có con nhưng mà anh vẫn còn thương. Với lại vợ không? Anh hiện giờ là có chồng khác rồi, có con chưa? Dạ có luôn. Có rồi. Luôn hả? Chắc lâu lâu cũng điện thoại thăm anh ha. Dạ. Hiện bây giờ cũng còn điện cho thăm anh tại vì từ lúc mà anh lên cái YouTube này là con có số điện thoại của anh lại rồi. Có thấy hả? Ừ. Cũng có điện cho anh Mến hỏi thăm anh Mến ha. Dạ. Hỏi thăm thì cô ấy có động viên anh gì không? Dạ nói chung là cũng có. An ủi đồ cũng nói chuyện nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà lúc nào quá nó chuyện thì quá con nhỏ là anh biết là quá khóc. Khóc luôn hả? Dạ anh biết là quá nó chuyện khóc. Thì tính ra thì chắc cũng nếu mà vậy thì vợ anh chắc cũng còn cũng còn cái tình thương. Tình thương cảm thương với anh đó. Nhưng trở lại là trở lại không được rồi. Đó là rồi. Vậy cái duyên cái nợ tới đó rồi. Ví dụ như vợ của anh mà điện gì đó, ví dụ như chồng cổ có ghen gì không? Anh có sợ không? Anh cũng sợ lắm. Cổ nói lúc nào anh còn buồn á, còn người tâm sự thì được cho anh. Nhưng mà anh nói là nó không dám đâu, có khi nào anh rảnh thì được cho anh đâu. Có người cho anh được mà gia đình anh nó lộn xộn luôn, có chuyện tâm có khổ anh nữa. Anh cũng có nói là cô ấy gì đó. Mà cô ấy cũng nói không sao đâu. Nhưng mà anh vẫn sợ anh. Ước đâu được. Nói chung là cái chuyện nói chuyện tế nhị của gia đình. Tại vì khi mà độc thân thì nó dễ, còn khi đúng có rồi. Gia đình rồi. Có gia đình chồng. Điện thoại nuôi này kia là nghĩ ngợi này kia cũng khó khăn lắm. Thì cuối cùng thì hiện tại bây giờ bữa nay mới nghe cái lời kể chân thành của anh Mến là vẫn còn thương vợ của mình ha. Cũng còn thương nhiều lắm ha. Bây giờ biết sao giờ anh cũng ngưỡng là nếu sao ngưỡng bỏ hạnh phúc là anh vui rồi. Nhưng thôi thì anh vẫn để công lòng thôi. Anh Mến rất là cao cả. Anh nói thật với ông Thảo từ tạo vì ở sớm anh nó
Kinh đào là kinh con đứa con người ngồi ta thấy kinh đào có nên nào mà đạo sớm nói vậy đó. Thương vợ ra thương vợ rất là nhiều luôn. Hồi đó anh còn bình thường á, anh thương vợ anh ra thương vợ lắm. Ai cũng quanh tử đó. Cái đó là được thiệt thảo sớm tôi nói đó. Chứ không phải là anh đốc mà anh lên cho cái tướng tâm của em. Nên nói là thật lòng thôi. Còn anh nghĩ là vợ là phải thương, phải chia sẻ lẫn nhau thôi chứ không có đàn áp hay trên dưới gì hết. Từ khi mà phát bệnh cái là lúc đó là tinh thần suy sụp luôn á anh Mạnh. Đúng rồi. Là muốn chết là, luôn. Mà anh không nghĩ là cuộc đời anh phải như thế nào luôn. Không ngờ luôn ha. Mà lúc đó là cũng suy nghĩ là trời con dạo là thế nào cũng được một gia đình hạnh phúc rồi. Không cần anh nói thật, anh không cần giàu có rồi đủ ăn đủ xài đủ lo cho vợ con là anh mãn nguyện rồi. Không ngờ nó trở nên như thế này luôn, anh rất là buồn. Bây giờ ông trời ông kêu ai nấy dạ biết sao giờ anh Mạnh. Chuyện tới đâu tới đó chứ. Anh cũng còn có tâm nguyện đó là nếu mà thật sự anh được thẳng nữ khuôn mặt bình thường rồi ha. Là người đầu tiên anh muốn gặp nhất là khổ. À, tức là anh Mến nếu mà cái ước nguyện của anh Mến mà được cái gương mặt lại mà hoàn thiện lại á thì cái người đầu tiên anh Mến gặp là vợ cũ là cô ta ha. Tính ra là anh Mến cũng vẫn còn thương vợ của mình nhiều lắm. Trong lòng anh là suy nghĩ như thế, anh nuốt người như thế. Nhưng mà không biết cuộc phẫu thuật là như thế nào đó. Anh cũng hy vọng là sẽ được thành công. Cũng hy vọng của cũng chúc cho cả anh hơn. Em trên nước Việt Nam mình luôn đó. Ở đây là mộ của ba anh Mến. Các bạn, anh Mến mất cha và mất mẹ rồi. Bây giờ thì ở với mẹ sau. Ủa vậy là anh Mến ăn chay hả hay là ăn mặn? Ăn mặn nhưng mà ăn chay. Ăn tháng ăn chắc 4 ngày quá. Vậy là một một tháng ăn cũng 4 ngày ăn chay ha anh Mến. 4 ngày, thành tính đồng luôn. Thấy anh có thờ của quyền Tam Bảo này như là bạn mỗi buổi tối anh có cúng lại cầu nguyện không? Nó có. Có ha. Vậy tôn giáo anh đồng giáo hảo đúng không? Đúng rồi. Đồng đạo với tôi. Thì hôm nay mình cũng được cận cảnh chứng kiến là cái anh Mến ảnh ăn rất là khó khăn các bạn ơi. Cũng hy vọng là sau này anh được phẫu thuật lại được đỡ lên một xíu, ăn uống cho nó đỡ chút xíu, ăn rất là khó khăn. Nhiều khi ảnh không có đi quán ăn được đó các bạn. Là anh ta nhìn ngó rất là nhiều, ăn rất là khó. Cũng tội nghiệp cho ảnh. Cái thời điểm hiện tại này thì anh có đồng ý không? Ví dụ gì? Dạ không. Không đồng ý. Vậy hả? Nó học thử. Không biết có suy nghĩ của mọi người lúc nào, có suy nghĩ trong ngôn ngữ của anh á. Hay là khá của anh bọc. Còn không đạo bất ngờ mà nó mà muốn cứu thật tốt nữa không? Anh không nghĩ tới. Vậy là anh cũng vẫn chưa nghĩ tới cái bước nữa. Tức là anh vẫn còn thương vợ à, chưa có muốn bước thêm bước nữa hả? Theo nợ nó không biết như thế nào chứ, nhưng thật sự bây giờ thì anh tức là tức đúng đó. Còn cái chuyện theo nợ mình đâu nói trước được á. Nhưng mà trong lòng anh nói năm nay là làm không thế nào của anh được. Mình cũng có nhiều người đòi làm mai của anh đó, anh đừng có hết. À vậy là cũng có nhiều người đòi làm mai cho anh rồi, nhưng mà anh cũng có từ chối. Thấy anh thường đó cũng giỏi. Còn người ta là làm mai, người nào kia vào cảnh cũng nghèo khổ với nhau đó. Chúng ta còn làm ăn được tốt. À, vậy là cũng có người muốn đến cho anh ha, nhưng mà anh thì từ chối. Đây là lời chia sẻ thật lòng mà của anh Mến nha cả nhà. Tức là anh Mến vẫn còn thương vợ của mình. Nói chung là vẫn còn nướng tiếc, sự gì đó. Nếu mà cái clip này được
đến cô ta, chắc cô ta động lòng, cô ta về nước mắt, về nước mắt, về nước mắt, nước mắt nghe các bạn. Nãy giờ nghe cái sự việc anh Mến kể là mười mấy năm rồi mà anh Mến cũng vẫn còn liên tiếp, vẫn còn nhớ đến cô vợ cũ, người mà chung chăn gối đó, sao quên được, một ngày cũng là chồng vợ đúng không? Mà trong khi đó là cái tại cái sự cố thôi. Anh nói trước một điều là anh chưa ra được quán, mà quán ta khổ vượt quá nhiều. Là mới cưới chưa gì là anh Mến đã phát bệnh ha. Chưa lo được cái quán đó. Làm khổ quá nhiều, bản thân cắn trung tâm và bản thân nước. Mấy cân lên ha. Hối trước một điều. Dạ. Nói chung là sự âm hẳn luôn á. Dạ. Không lo được cái quán. Khi mà anh Mến mà kêu vợ về gia đình bên vợ lại á, rồi anh Mến lúc đó chắc đau lắm ha. Anh đau. Đau lắm anh mà. Rơi nước mắt luôn, khóc luôn. Có đó như là anh cắn răng. Có suy nghĩ là tới cái nước mà tự dặn luôn không? Cũng có anh. Tại người thời đó là ba anh còn sống, nếu mà anh nghĩ là lúc đó khoảng quá là... buồn. Buồn quá buồn. Cũng phải cấm răng người còn ba. Tại vì còn gia đình cha mẹ, còn cha mẹ. Còn sao mà ba anh mất á, anh nói nó anh có thể chết thôi ba luôn. Hai người thương yêu của mình nó một người thì không còn ở cạnh mình, một người thì có đi ngoài ngoài. Là lúc đó là vợ anh Mến kêu vợ về bên gia đình bên vợ, lúc đó là khoảng bao lâu nữa là ba mất? Cũng đâu giờ năm sau rồi ba mất thôi. Năm sau ha. Thì cái nỗi đau này chưa tới là tới nỗi đau khác tới ha. Đúng rồi. Nó là trong vòng tuyệt vọng dữ dằn luôn. Còn người mẹ là mắc trước hay là sau? Mẹ anh thì ngọt gột anh mắc hồi nhỏ lúc anh nó uống rồi. Mắc lâu rồi ha. Chỉ còn cha thôi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thương thì vẫn là thương, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong cô ta hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Anh rất là mong cô ta được hạnh phúc. Chị hạnh phúc thì anh vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Quay lại đâu có được. Dạ đúng rồi, quay lại chắc không được rồi. Không được. Con cái mình thương để trong lòng, để tâm đến cô ấy. Nhưng mà có sự thương như là đóng lại trong lòng thôi. Yeah. Có khi nào mà hiện tại bây giờ mà anh nằm chim bao anh còn gặp cô ấy không? Có chứ, anh cũng gặp hoài mà nằm 3 tháng. Lâu lâu gặp hoài ha. Mà hồi xưa hai đứa đưa mà lọ cao đó. Cũng còn gặp hoài. Nhớ là kỷ niệm những ký ức ha. Hồi xưa đó là anh Mến là quen ha, hay là tao làm mai? Tao làm mai gói ha. Tao làm mai mà thương dữ gì đó hả? Chắc là lúc đó anh Mến chưa có người yêu, đã kêu gọi là đầu yêu, người yêu đầu đời. Cho nên là cái tình yêu nó nhớ mãi. Thường thường là cái tình yêu đầu đời đó là nó quý lắm, nó chân quý mà nó rất là nhớ. Bởi vì tới giờ anh Mến cũng vẫn còn nhớ. Thì với cái góc độ anh em cũng tôi cũng đồng đạo với anh. Thì Đức Thầy mình có nói một câu như thế này là rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng giác Phật trời. Thì em cũng hy vọng là anh Mến như mọi hàng đêm đó, anh cũng cúng lại, anh cũng nguyện giái với ân trên tam bảo của quyền với Đức Thầy gia hộ cho con, giống như là có được một cái quý nhân nào đó để mà giúp cho con tái tạo được cái khuôn mặt. Thì em cũng đối với bên tâm linh thì em cũng khuyên anh là như thế. Tại vì mình cũng đồng đạo với nhau thì em mới nói, chứ người ngoài đạo thì em không nói đâu. Thì cũng như là thầy cũng nói là rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều ác, thì ở đây mình cũng như là một cái nghiệp quả của mình, thì anh cũng nên thành tâm sám hối hàng đêm đó. Anh cũng lại thì anh giái thêm, ngoài cái bài cũng lại của Đức Thầy thì anh giái thêm, giống như là nhờ ơn trên của quyền thất tổ ông bà vậy đó, tâm bảo tổ thầy gia hộ cho con ha. Thì em hy vọng là anh sẽ được tội nguyện.